Xin kính chào các quý vị. Vâng, hôm nay tại shop Audio Thiên Hà số 5 ngõ 198 Thái Hà, chúng tôi sẽ giới thiệu dòng súp reo đầu bảng của hãng. Đây chính là dòng No 32. Và dòng này thì người ta mệnh danh là King Súp, Referent của súp và dòng tham chiếu hết số của hãng reo. Với những đại nhạc hội thì người ta có thể dùng một chiếc, hai chiếc, bốn chiếc hoặc sáu chiếc để chơi theo định dạng array. Và luôn cho những cái sự tham khảo về các chuyên gia về âm thanh cũng như người nghe cảm thấy được cái giải trầm nó xuống hoàn toàn là viên mãn. Và chúng ta đừng cùng nhìn thấy trong súp reo này thì nó có trọng lượng tịch lên tới 85 kg, các bạn ạ, rất lớn. Khi chúng ta nhìn vào thì thấy cái sự đồ sộ của dòng súp này với một màu đen và phủ bóng sơn piano. Và nó có ba cái đường rãnh ở trên này để cho cái mặt thằng sắp này thì nó có một cái sự mềm mại. Khi nhìn lướt qua thì ai cũng thấy là cái súp reo này nó sẽ vuốt từ trên này xuống dưới, nó là hơi thuôn đi một chút để nó triệt tiêu cái sóng đứng. Cũng cộng với cái độ nặng lên tới 85 kg thì hai chân đế được đúc liền ở phía dưới rất là chắc chắn và được phủ được một lớp lì. Nói vậy, khi chúng ta nhìn về dòng súp này thì chúng ta sẽ thấy cái sự đặc biệt vì nó có một cái bát tương đối là lớn lên tới trên 38 cm và được làm hoàn toàn bằng chất liệu rất đặc biệt và cao cấp, đó chính là sợi carbon. Khi nói đến dòng này thì các bạn nhìn thấy cái gân cao su ở phía ngoài súp reo này thì nó rất là lớn, nó lớn hơn bình thường. Nhưng khi đánh thì chúng ta sẽ cảm thấy cái sự êm và cái gân này thì nó đảm bảo cho các bạn được cái sự đồng pha nhất định và chất lượng cao cấp tốt nhất để khi đồng pha với cả loa phân đằng trước. Khi nói đến súp reo này thì ai cũng biết được là dòng này là một trong những dòng có thể vừa kết hợp nghe nhạc và xem phim. Và với những cái cách đấu nối thì hoàn toàn rất đơn giản. Để làm cho sự đồng pha của âm thanh thì hãng súp reo đã đưa ra những cái dây. Với dòng xem phim thì người ta chỉ dùng một dây, một hướng dây về tín hiệu âm thanh. Nhưng với dòng nghe nhạc này người ta sẽ dùng hai dây, bên phải, bên trái và dây trung tính này để đảm bảo được cái sự cân bằng với âm thanh. Và giải trầm của súp reo này thì xuống dưới 16 Hz. Nhưng mà cái cắt tần của dòng súp reo này thì tôi lại rất là ấn tượng, từ 20 Hz đến 90 Hz. Và nó sẽ cắt 88 lớp, tức là bình thường ra thì trong cái này nó rất là hay cho các bạn. Là khi các bạn dùng ở trên một cái điều khiển này, các bạn sẽ chú ý cho tôi ba cái điều khiển chính. Một là cắt crop server, hai là volume to nhỏ, và ba là FE là để dành cho xem phim. Nhưng các bạn yên tâm, trên các hệ thống này nó đều là vô cực, nên khi mình quay mãi thì nó bắt đầu nó có cái sự hiện hữu và nó báo. Và nó báo ở trên một cái mặt đồng hồ LED trước mặt súp reo này cũng được phủ, được viền một lớp carbon như này. Và khi mình dùng, mình cắm vào thì nó tiện hơn cho người sử dụng, đó chính là ngồi ở tại sofa mình vẫn có thể cân chỉnh được. Với nhiều người thì sẽ thắc mắc hỏi là lên cắt tần ở bao nhiêu cho phù hợp. Tôi cũng tham khảo nhiều ý kiến. Có người thì bảo là cắt 60, có người thì bảo cắt ở 75. Nhưng với tôi thì tôi chỉ khuyên các bạn cắt dưới tầm 50. Vì với những dòng loa lớn thì đa phần là cái giải trầm người ta xuống tương đối là sâu và mình cũng không được lạm dụng quá cái súp này để mình cắt tần. Mà chúng tôi chỉ cắt ở cái tầm 25 hoặc đến 30 là để sao? Để cho tiếng trầm nó được ở trong cái loa phân đằng chính, nó được rơi một cách tự nhiên xuống nhất. Thì sau đó dòng súp này mới hỗ trợ tương tác đưa vào để sen nó vào cái tầm đấy. Chứ không để làm cho, nếu không mà các bạn cắt tần số cao thì cái giải tần khi nó ra được âm thanh giúp súp trầm này bắt đầu hoạt động rồi thì là nó sẽ làm co lại về cái phần giải âm trung trầm phía dưới của loa phân, thì các bạn sẽ cảm thấy nghe nó rất là mệt và nó khó chịu. Vì qua đây là có những cái sự trải nghiệm thực tế nên tôi mới khuyên các bạn là nếu khi mua dòng súp reo này, các bạn cũng nên trải nghiệm với các tần số khác nhau để mình cắt cho nó phù hợp với đôi tai của mình, và trong đó phải nhớ được hai yếu tố là cắt crop server và loop volume to nhỏ. Còn một phần rất hay với dòng súp reo này, nó hơi ngược so với các dòng khác, là các bạn có cái đường chỉnh pha này. Nếu các bạn để đúng pha đằng trước thì nó sẽ đảm bảo cho các bạn được tín hiệu âm thanh của giải trầm ra rất tốt. Nhưng các bạn lại để ngược lại pha 180 độ thì hoàn toàn là triệt tiêu của âm thanh. Cái đó cũng là một cái để chúng ta tìm hiểu. Và trên đây nó còn có một loop khóa để không có thể can thiệp nữa. Thì cái này thì nó cũng rất là thuận tiện. Đó là những mặt về mặt công nghệ của súp reo này. Còn về mặt đằng sau thì bây giờ chúng ta mới quay lại để chúng ta cảm nhận được xem là lên cắm và lên đấu nối như thế nào. Với nhiều người thì chắc là cũng không, về mặt kỹ thuật thì cũng không có gì là quá là khó cả, vì đây là một cái dây của hãng thì mình có thể chỉ cần cắm vào đây và mình xoay cái nút này đó, nó rất là đơn giản.
Và mình cũng có thể chơi thêm được các cổng RCA để mình chơi theo cái đường vào TV, à từ đường vào về âm thanh của xem TV thì người ta chỉ cần một dây này thôi. Và các đường dưới này cũng có thể là cái kết nối hoặc link sang dây, tức là link sang ở đánh ở dạng array. Đó. Và Subreal này thì nó còn có thêm một cái công cụ nữa để cho các bạn, đó là có thể là dùng theo một cái công nghệ của để nào đó, chính là một cái phục vụ cho các bạn là chơi định dạng không dây, nó bắt nối qua Bluetooth. Thì cái đấy là cũng cái định dạng qua mạng thì cũng là một cái điều rất là thuận lợi khi các bạn không muốn chơi dây mà các bạn muốn đặt súp đâu thì vẫn đáp ứng được cái nhu cầu của các bạn chơi đấy. Còn với tôi thì tôi rất thích những cái dòng này là vì tại sao? Cái thứ nhất là khi mình đầu tư nó ở mức độ vừa phải với một phần công nghệ chất lượng, với cả cái thứ hai nữa là khi chúng ta chơi thì chúng ta có được một giải pháp mà đi chú trọng luôn vào đó, chính là cái giải trầm, chứ chúng ta không cần phải muốn có một giải trầm tốt chúng ta phải tăng cường về dây độ đồng lên, chúng ta phải xử lý về nhiều khoản khác để cho được có một âm thanh nó hoàn hảo hơn nữa. Thì với tôi thì tôi thấy đây là một trong những giải pháp quá hoàn hảo để có một cái giải trầm như mong muốn. Với ai đang thấy Super này thì đó là một cái sự cảm nhận rất đặc biệt. Còn bây giờ thì tôi sẽ thử một bài hát nhưng mà hai đoạn, một đoạn là có Super và một đoạn không có Super, và các bạn sẽ nhớ cảm nhận xem cái trường âm và cái lớp lang nó hoàn toàn là khác nhau. Và đây là một góc kỹ thuật mà tôi muốn chia sẻ với các bạn, và các bạn hãy nhớ vào Thiên Hà để tiếp tục chúng ta còn có những cái chia sẻ hay hơn nữa. Mời các bạn. Mon ami, ma romance.
thì mon chéri, mon amour et ma chance, le gardien de mes peines, mon bonheur et ma vie. Vâng, các bạn vừa nghe những bản nhạc test vừa rồi thì các bạn cảm nhận thế nào? Các bạn đang đi muốn tìm nâng cấp cho mình một bộ dàn mà mức đầu tư thì vừa phải, và cái quan trọng mình đưa đúng vào cái dải âm trầm mà mình đang mong muốn nó được thể hiện bằng hiện hữu luôn qua dòng Suprel, thì các bạn sẽ cảm nhận được ngay dòng Suprel này nó như thế nào. Và chơi cái gì chúng ta cũng phải có một thời gian nghiên cứu dày công một chút để tỉ mỉ xem cắt tần số thế nào, volume để ra sao và bày thế nào để được cái giải trầm lợi nhất hay nhất. Đó là một điều tuyệt hảo. Và Thiên Hà Audio chúng tôi, đại lý phân phối chính thức Suprel tại Việt Nam. Các bạn có thể đến Thiên Hà để nghe thử, trải nghiệm thử và gọi đến để có những cái giá tốt nhất để dành cho các bạn. Hẹn các bạn vào ít phút sau.